think we can go in here. Yeah. Hả? Dạ, em bỏ. Dạ. Đây đường phố ở Lisbon, đường phố ở Porto nha quý vị. Porto vào trời tối. Đây bà con đang ngồi đây uống rượu bia. Đây, rất là đông. Ngôi nhà. Dạ vâng. Another circle. This one we visit this afternoon. Now we go this way. Yeah. Thành phố Porto về đêm nha quý vị. Đang đi. Đang đi theo đoàn 5-6 người đi ngắm cảnh dòng sông. Okay. Yeah. Souvenir, souvenir store. Nope. No. Os gajos, primeiro, eles acham que o mundo vai ser só uma vez. Ah, dòng người qua lại rất là tấp nập. Porto về đêm nha quý vị. Đang đi dạo. Thank you.
nhìn như quý vị. Tục đi. City. Oh, they're dancing in the river.
Xong rồi nào mà chụp hình cả ngày trời ngồi đẹp này, mấy người đang nhảy á. Siento y suelto.
dòng dòng thôi. Tối ở bên bờ sông của thành phố Porto. Rất là đông vui nha quý vị. Big, like even people that are from far away. Yeah. Like the furthest WTA is probably like Big River. So that's why now.